thưa quý vị vụ nữ cảnh sát cơ động bị chồng ra tay sát hại thương tâm tại nhà riêng đã gây rúng động dư luận trong những ngày qua vậy với những hành vi tàn độc như vậy người chồng sẽ phải đối diện với tội danh nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây liên quan đến vụ việc nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động bị chồng ra tay sát hại phòng cảnh sát cơ động công an thành phố hải phòng đã có báo cáo gửi ban giám đốc công an thành phố hải phòng theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 8, tại nhà riêng của bà Hoàng Thị Mờ, sinh năm 1957, chú thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đối tượng Hoàng Văn Lượng, sinh năm 1988, đã dùng hung khí gây thương tử vong cho vợ mình là Nguyễn Hoàng Minh Thờ, sinh năm 1982, chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động, công an thành phố Hải Phòng. Thấy sự việc, mẹ chị Thờ là bà Mờ và can ngăn cũng bị Lượng dùng hung khí tấn công. Sau khi gây án, Lượng định kết thúc cuộc đời nhưng đã được gia đình can ngăn. Bà Mơ, chị Thờ và Lượng cùng được đưa tới Bệnh viện Đa Khoa huyện An Dương cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên đến 14 giờ cùng ngày, chị Thờ đã tử vong. Hoàng Văn Lượng sau khi được cấp cứu tại Trung tâm Y tế tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hiếu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng để điều trị. Hiện Lượng đã qua cơn nguy kịch. Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luận, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quyền sống là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm. Theo luật sư Bình, trong vụ án trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi phạm tội của nghi phạm, giám định thương tích nạn nhân bị thương để xử lý trước pháp luật. Với hành vi dùng hung khí tấn công vợ và mẹ vợ, đối tượng Hoàng Văn Lượng có thể phải đối diện với tội sát hại người quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015. Luật sư Diệp Năng Bình nêu quan điểm, hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự tàn độc khi xuống tay sát hại chính người vợ của mình và chém bị thương khi mẹ vợ và can ngăn. Điều này không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận xã hội mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trong gia đình vẫn đang diễn ra ở xã hội hiện nay.